Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon, bạn muốn quay ngược thời gian trở về năm nào? Còn đối với người hâm mộ Việt Nam, có lẽ chúng ta sẽ muốn quay trở lại năm 2018. Một năm mà chúng ta chìm đắm trong thứ xúc cảm hạnh phúc với loạt chiến tích của đội tuyển nước nhà. Còn với người hâm mộ Indonesia, có lẽ chẳng cần đến cỗ máy thời gian bởi thời điểm hiện tại là quãng thời gian ngọt ngào nhất của họ từ trước đến nay rồi. Từ Asian Cup đến vòng loại World Cup, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đang làm nức lòng người hâm mộ nước nhà với những chiến tích chưa từng có. Và cứ đà này, có chăng đội tuyển Indonesia sẽ thành thế lực số 1 Đông Nam Á mà những Việt Nam, Thái Lan cũng phải kiêng dè trong tương lai gần. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Sau trận thắng Philippines, đội tuyển Indonesia đã báo tin dữ cho Việt Nam, đồng thời cũng mở hội khi chính thức giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026. Có lẽ chúng ta cũng chẳng dễ chịu gì khi đọc những bình luận của người hâm mộ Indonesia, những bài báo ở xứ sở vạn đảo toát lên vẻ ngạo nghễ thời gian qua. Thế nhưng họ có quyền được nổ ở thời điểm này mà. Lý do bởi đội tuyển Indonesia là đội bóng duy nhất trong khu vực Đông Nam Á giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và hạnh phúc hơn với người Indo khi đây mới là lần đầu tiên họ làm được điều này. Điều mà Tổng thống Indonesia phải dùng hai chữ phi thường khi nhắc tới. Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đã khép lại vòng 2 với bức tranh tương phản rõ nét tại Đông Nam Á. Trong khi Indonesia hiên ngang bước vào vòng loại thứ 3 với 10 điểm sau 6 trận, phần còn lại của khu vực ngậm ngùi nhìn giấc mơ World Cup tan vỡ. Garuda, biệt danh của đội tuyển Indonesia, đã thực sự tung cánh và trở thành niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á. Chiến thắng 2-0 trước Philippines không chỉ là một trận thắng thông thường, mà nó còn là một dấu mốc lịch sử. Lần đầu tiên đưa Indonesia vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Từ Bola, Indonesia đã không tiếc lời ca ngợi, gọi đây là chiến tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Indonesia. Trái ngược với niềm vui của Indonesia, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, hai ông lớn của khu vực phải nếm trải nỗi buồn bị loại. Tờ ESPN nhận định, Việt Nam và Thái Lan đã có một vòng loại đáng thất vọng, họ không thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp vốn có. Những đội bóng còn lại như Malaysia, Singapore hay Myanmar cũng không để lại được nhiều dấu ấn và chấp nhận viễn cảnh phải dừng chân tại vòng loại thứ hai. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Đông Nam Á khi khoảng cách với nhóm đầu châu lục ngày càng có xu hướng bị nới rộng. Dẫu vậy, giữa bức tranh xám xịt đó, Indonesia lại xuất hiện như một nét chấm phá nổi bật. Họ đã chứng minh rằng, với sự đầu tư đúng đắn và quyết tâm cao, các đội bóng Đông Nam Á hoàn toàn có thể vươn mình ra biển lớn. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã phát biểu đầy đanh thép. Indonesia không chỉ chiến đấu về chính mình, mà còn vì cả Đông Nam Á. Lời tuyên bố này cho thấy Indonesia không chỉ muốn khẳng định vị thế của mình, mà còn muốn nâng tầm bóng đá khu vực. Công bằng mà nói, đội tuyển Indonesia xứng đáng với tấm vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026, không chỉ bởi hai trận thắng then chốt trước đội tuyển Việt Nam thôi đâu. Đội bóng xứ vạn đảo cho thấy sự bền bỉ và hiệu quả trên con đường hiện thực hóa mục tiêu ở chiến dịch lần này. Nói rộng ra, đây là thành quả xứng đáng cho tiến trình phát triển của bóng đá xứ vạn đảo, kết hợp giữa công cuộc trẻ hóa lực lượng và nhập tịch ồ ạt cầu thủ, và quan trọng không kém là triết lý huấn luyện viên Shin Tae-yong đang dần cho thấy tính đúng đắn và hiệu quả. Không còn là người núp dưới cái bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo nữa, huấn luyện viên Shin giờ đây đang sắm vai người hùng của Indonesia khi liên tiếp đưa đội bóng xứ vạn đảo từ chiến tích này đến chiến tích khác. Indonesia đã vượt qua vòng loại thứ hai với thành tích 3 thắng, 1 hòa và 2 thua, ghi được 8 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Đằng sau thành công này là một chiến lược bài bản và dài hơi được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính: chính sách nhập tịch hiệu quả, sự đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá trẻ và dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Indonesia đã không ngần ngại tận dụng tối đa luật nhập tịch của FIFA, mang về những cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn từ châu Âu như Mark Locke, Jordi Amat hay Sandy Watts. Những ngôi sao nhập tịch đã mang đến một luồng gió mới cho bóng đá Indonesia, tờ ESPN nhận định. Huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong được ví như phù thủy đã thổi vào đội tuyển Indonesia một luồng sinh khí mới với triết lý bóng đá hiện đại, kỷ luật và khoa học. Ông xây dựng lối chơi phòng ngự phản công sắc bén, tận dụng tối đa tốc độ và sự khéo léo của các cầu thủ. Chiến thắng 2-0 trước Philippines ở lượt trận cuối cùng, nơi Indonesia kiểm soát hoàn toàn thế trận với 61% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 18 cú sút, là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả của chiến thuật này. Ngoài hai yếu tố kể trên, Indonesia đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá trẻ, xem đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Các giải trẻ được tổ chức thường xuyên và chuyên nghiệp hơn, tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được thi đấu và cọ sát. Hệ thống đào tạo cũng được cải thiện đáng kể với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Pratama Ahan, hậu vệ trẻ đang thi đấu tại giải đấu số 1 Hàn Quốc, là một ví dụ điển hình cho thành công của chiến lược này. Thành công của Indonesia không chỉ là niềm tự hào của đất nước vạn đảo,
mà còn là nguồn cảm hứng cho cả khu vực Đông Nam Á. Garuda đã chứng minh rằng với tầm nhìn đúng đắn, chiến lược hợp lý và sự đầu tư bài bản, bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể vươn mình ra biển lớn. Người hâm mộ Việt Nam có thể hững hụt khi đội nhà không thể giành được tấm vé đi tiếp, thế nhưng đó lại là kịch bản mà chúng ta đã lường trước. Còn với người hâm mộ Thái Lan, họ còn thất vọng nhường nào khi bầy voi chiến bị loại theo một kịch bản quá đỗi nghiệt ngã với những thứ mang tên chỉ số đối đầu. Thế nhưng không thể đổ lỗi cho yếu tố may rủi khi mà Thái Lan, Việt Nam hay các đội bóng Đông Nam Á vẫn còn đó những điểm yếu được phô ra khi đối đầu với những đội bóng cửa trên ở châu lục. Việc phải dừng chân ở vòng loại thứ hai là điều đáng tiếc, song không có gì phải ấm ức với các đội bóng khu vực. Mọi hy vọng của đội tuyển Việt Nam vỡ vụn sau tiếng còi mãn cuộc trong trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Philippines. Đội bóng xứ vạn đảo đả bại đối thủ với tỷ số 2-0. Chúng ta phải chia tay giấc mơ dự World Cup 2026. Thế nhưng, gác lại nỗi buồn, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn bước vào lượt trận cuối gặp Iraq với quyết tâm có được kết quả tích cực để làm đoạn kết đẹp cho chiến dịch lần này. Tuấn Hải thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Việt Nam. Thế rồi, Iraq đã làm bao trái tim người yêu bóng đá nước nhà vỡ vụn với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trước chúng ta ở phút bù giờ thứ 2. Thêm một lần nữa, chúng ta lại gục ngã trước đội bóng Tây Á ở thời gian bù giờ. Thế nhưng, nghiệt ngã hơn, đội tuyển Thái Lan còn bị loại theo kịch bản đau đớn. Đội bóng xứ chùa vàng kết thúc vòng bảng với các chỉ số giống Trung Quốc, cùng thắng 2 trận, hòa 2 và thua 2, giành được 8 điểm. Đáng nói đến cả chỉ số phụ là bàn thắng bàn thua của hai đội cũng giống y hệt, ghi 9 bàn, lọt lưới 9 lần, hiệu số 0. Rốt cuộc, đội tuyển Thái Lan bị loại bởi kém đối thủ về chỉ số đối đầu. Đương nhiên, tiếc nuối là cảm xúc không thể tránh khỏi đối với người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan. Thế nhưng công bằng mà ghi nhận, hai ông lớn của Đông Nam Á và các đội bóng khác trong khu vực phải dừng chân bởi vẫn còn đó những thua thiệt so với những đội bóng lớn khác ở châu Á, đặc biệt là điểm yếu về thể hình và thể lực. Rõ ràng, khi phải đối đầu với những đội bóng lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Iran hoặc Iraq, cầu thủ của Việt Nam lẫn Thái Lan đều tỏ ra thua thiệt trong các pha tranh chấp hoặc đeo bám đối thủ. Và càng về cuối trận, khi sức lực không còn được đảm bảo, các sai sót bắt đầu xuất hiện và việc đội tuyển Thái Lan hay Việt Nam phải nhận bàn thua ở thời điểm nhạy cảm này cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Trong khi đó, các cầu thủ đội tuyển Malaysia và Philippines cũng có thể hình ấn tượng hơn và chẳng hề kém cạnh các đội bóng lớn của châu Á, đặc biệt khi Philippines vừa làm giàu thêm lực lượng của mình bởi một loạt cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, vẫn còn đó khoảng cách lớn giữa cầu thủ của họ với các đối thủ lớn tại châu lục về mặt kỹ thuật, thậm chí chưa thể so bì được với Thái Lan và Việt Nam. Bởi vậy, việc dừng chân ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 cũng phản ánh đúng năng lực của đa số các đội bóng Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Không hiểu là duyên hay là nợ nữa, đội tuyển Việt Nam có đến lần thứ 3 chung mâm với đội tuyển Indonesia trong năm 2024, khi những lá thăm may rủi đưa hai đội nằm cùng bảng tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Ba trận thua liên tiếp vừa qua rõ ràng là điều thật khó nuốt trôi, và không gì khác, chúng ta sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng để phục thù đối thủ. Thế nhưng ba trận thua đó có lẽ cũng hằn vào tâm trí các cầu thủ những ám ảnh nhất định, không ít thì nhiều, và không chỉ Việt Nam đâu. Đó cũng là một lời cảnh tỉnh đến những Thái Lan, Malaysia hay Singapore rằng cuộc chiến tranh vô địch AFF Cup đang có một thế lực vốn đã đáng gờm, nay còn đáng gờm hơn nữa. Dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam dường như không coi Indonesia là đối thủ xứng tầm với chuỗi 5 trận bất bại trước đối thủ. Và khi đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng chẳng có được một lần thắng trong màn đấu trí với người đàn anh đồng hương Park Hang-seo. Thế nhưng, mọi thứ đã đảo chiều kể từ khi thầy Park rời đi. Kể cả những người hâm mộ bi quan nhất có lẽ cũng chẳng tưởng tượng được đội tuyển Việt Nam để thua Indonesia không chỉ một mà tới 3 lần liên tiếp. Sau chiến thắng 1-0 tại vòng bảng Asian Cup 2023 và trận đấu tại lượt 3 bảng F vòng loại 2 World Cup 2026, đội tuyển Indonesia tiếp tục cho đội tuyển Việt Nam nếm vị đắng khi đả bại chúng ta với tỷ số đậm 3-0 ngay trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về vòng loại World Cup 2026. Trước hai màn chạm trán tại vòng loại World Cup, đội tuyển Indonesia cũng giành chiến thắng trước chúng ta ở vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2024. Thực tế, sức mạnh của đội bóng xứ vạn đảo không chỉ được thị uy trong 3 trận thắng liên tiếp trước Việt Nam mà còn ở sân chơi khu vực lẫn châu lục thời gian qua. Bóng đá Indonesia đang có được đà thăng tiến thần kỳ, tương đồng với giai đoạn thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời thầy Park. Đội tuyển xứ vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng với độ tuổi trung bình dưới 23. Nền tảng của đội bóng xứ vạn đảo là thế hệ U23 giành huy chương vàng SEA Games 32, kết hợp với những cầu thủ mang dòng máu Lai đang thi đấu tại châu Âu có độ tuổi từ 20 đến 29. Đó là những trái ngọt đầu tiên mà họ thu được sau quá trình trẻ hóa lực lượng. Bên cạnh đó, bóng đá Indonesia cũng đang bước đầu gặt hái những thành công với chính sách nhập tịch.
Nói có sách, mách có chứng, trong 3 trận thắng liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam vừa qua, dàn cầu thủ nhập tịch của họ đều đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Những lính đánh thuê của Indonesia đã thi đấu rất chuyên nghiệp, tuân thủ chặt ý đồ của ban huấn luyện đề ra, thậm chí không ngần ngại dùng tiểu xảo để ngăn cản những pha tấn công của các cầu thủ Việt Nam. Và họ dự vẫn sẽ là vũ khí lợi hại mà Indonesia tự hào mang ra chinh chiến tại AFF Cup 2024, cũng như lời cảnh tỉnh đến các đội bóng trong khu vực ở các giải đấu sắp tới. Rõ ràng sự tiến bộ vượt bậc của đội tuyển Indonesia mang đến nỗi lo cho các đội bóng Đông Nam Á khác. Thế nhưng nhìn theo một khía cạnh khác, sự tiến bộ của đội bóng xứ Vạn Đảo cũng góp phần nâng tầm nền bóng đá khu vực. Bởi có một đội bóng chất lượng thì giải đấu cũng trở nên chất lượng hơn. Và có lẽ chúng ta cũng cần phải cảm ơn sự phát triển của bóng đá Indo, bởi lẽ điều này không chỉ đặt ra thách thức mà còn là động lực thôi thúc đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực để tiến bộ hơn. Nếu đứng yên trong bối cảnh đối phương tiến, chúng ta ắt hẳn sẽ bị tụt lùi. Bạn đánh giá ra sao về sức mạnh của đội tuyển Indonesia ở thời điểm hiện tại? Liệu họ có đủ cản trở giấc mơ vô địch của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Bình luận viên Anh Quân Bóng đá Việt Nam.